Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Nạn nhân là Stefania Dobrovina, 17 tuổi, còn hung thủ chính là người chị gái Elizaveta Dobrovina, khi ấy 19 tuổi của cô. Sự việc xảy ra từ hồi tháng 3 năm 2016, nhưng cách đây vài tháng, vụ án mới được đưa ra xét xử vì hung thủ phải trải qua một quá trình điều trị tâm thần kéo dài hơn 3 năm. Thời điểm đó, báo chí Nga đồng loạt đưa tin về vụ việc gây rúng động này. Thi thể của Stefania được phát hiện với rất nhiều nhát dao đâm, nhưng ám ảnh hơn cả là cô còn bị hung thủ lấy đi một vài phần thi thể. Tất cả những hành động man rợ đó đều do một tay người chị gái ruột Elizaveta thực hiện. Động cơ giết người của Elizaveta là do ghen tị với sắc đẹp của em gái, đồng thời cô còn không hài lòng với cách Stefania bắt chước cách ăn mặc, trang điểm, màu son và kiểu tóc của mình. Cảnh sát cho biết, vào đêm xảy ra án mạng, hai chị em nhà Dobrovina đã đến căn hộ của người đàn ông 42 tuổi tên Alexei Fatev, người yêu của Stefania, để tiệc tùng. Trong lúc Fatev ra ngoài mua thêm rượu, Elizaveta đã dùng dao tấn công Stefania. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Elizaveta đã phủ nhận mọi cáo buộc giết người và đổ tội cho Fatev. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết người đàn ông là nhân chứng và không bị nghi ngờ gì. Fatev cũng xuất hiện trên truyền hình Nga và khẳng định rằng anh ta không có liên quan gì đến cái chết của bạn gái Stefania. Fatev kể khi anh ta đi mua rượu về thì phát hiện cơ thể trần truồng với nhiều vết dao đâm của Stefania. Anh ta đã cố tìm cách giam giữ Elizaveta để ngăn cô này bỏ trốn trước khi giao cho cảnh sát. Trong báo cáo gửi tòa án, các công tố viên nói rằng Elizaveta đã có hành động tàn ác man rợ là lấy đi đôi mắt của Stefania. Cô ta đã đâm nhiều nhát dao vào cơ thể em gái mình, vào đầu, cổ, thân, tay và chân. Cô ta còn cắt tay em gái mình. Vào thời điểm bị cáo buộc giết người, tờ báo Komsomolskaya Pravda trích dẫn các nguồn thực thi pháp luật đưa tin rằng thi thể của Stefania gần như bị chị gái hủy hoại hoàn toàn. Cả hai chị em từng sống trong trại trẻ mồ côi khi còn nhỏ. Sau này mẹ của cả hai, bà Oksana Dobrovina mới quay về, nhưng người phụ nữ này luôn thể hiện rằng ba chị ủng hộ mỗi cô con gái Úc. Cô của họ, Ekaterina Dobrovina, đã gọi cái chết của Stefania là một thảm kịch gây sốc. Máu của tôi như đông cứng lại khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, cô nói. Elizaveta vốn là một con nghiện ma túy. Có nhiều báo cáo cho thấy cô đã từng được điều trị trong bệnh viện tâm thần. Một người bạn còn khẳng định tính tình của Elizaveta có đôi chút điên rồ. Cuối tháng 9 năm 2019, sau hơn 3 năm điều trị bệnh tâm thần, Elizaveta cuối cùng cũng phải ra hầu tòa vì tội giết người. Cô gái này đã phải lĩnh án 13 năm tù giam sau tất cả những gì đã gây ra. Dùng lõi ngô. Vào đầu thế kỷ 18, người châu Mỹ bản địa và cả những người da trắng tới xâm lược đã phải sử dụng những chiếc lõi ngô để chùi cho sạch. Đây thực chất là một giải pháp không hề tồi một chút nào. Ở thời điểm đấy, ngô là thực phẩm hết sức phổ biến, mà lõi ngô lại có độ mềm và khả năng hút ẩm rất tốt. Dù không thể so sánh với tấm giấy vệ sinh mềm mại ngày nay, nhưng đó vẫn là thứ an toàn, thoải mái hơn rất nhiều lựa chọn khác mà bạn sẽ biết ngay dưới đây. Dùng tuyết. Với những cư dân sống tại vùng lạnh như người Eskimo, họ phải sử dụng tuyết để chùi và xử lý chất thải sau khi đi toilet. Đây gần như là cách duy nhất xét trên bối cảnh họ phải sống quanh năm trong tuyết. Phương pháp này cũng có một bất lợi rất rõ ràng, cứ tưởng tượng bạn nhét một cục nước đá vào cổng sau là hiểu liền. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng cơ thể người hoàn toàn thích ứng được nếu hàng ngày đều tiếp xúc với tuyết lạnh. Hơn nữa, xét về độ vệ sinh, đây cũng là một phương pháp cho hiệu quả hết sức ấn tượng. Dùng đá. Sử dụng đá để chùi là một trong những phương pháp giữ vệ sinh cổ nhất.
Người xưa về cơ bản sẽ lựa chọn bất kỳ thứ gì để kiếm và dễ dùng nhất xung quanh, bao gồm cả đá và các vật liệu tự nhiên khác. Đây hẳn không phải là một phương pháp dễ chịu gì, nhưng dù sao cũng khá thuận tiện và được người xưa sử dụng trong nhiều thế kỷ. Dùng que cổ. Khoảng 2.000 năm trước, người Trung Quốc xưa có một phương pháp vệ sinh khá đặc biệt. Họ sử dụng một cây que làm từ tre hoặc gỗ, được tạo hình giống như một chiếc muỗng. Một đầu được bọc thêm vải và họ dùng nó để chùi rửa sao cho thoải mái hơn. Mảnh sành, gốm. Đây là giải pháp dọn hậu quả của người Hy Lạp cổ xưa. Họ sử dụng một mảnh gốm vỡ, thứ vốn rất phổ biến ở địa Trung Hải thời kỳ đó. Các mảnh gốm không có kích cỡ cố định, bán kính từ 3 đến 11cm và thường được cắt ra từ các mảnh gốm đã vỡ. Mỗi lần hành sự xong, họ sẽ sử dụng tầm 3 mảnh như thế để chùi cho sạch sẽ. Bọt biển. Khác với người Hy Lạp cổ, người La Mã lại có giải pháp có phần thoải mái hơn, đó là sử dụng một cây gậy bọc miếng bọt biển. Phương pháp này còn được đề cập đến trong một số tài liệu cổ, nhưng cách họ sử dụng nó ra sao thì vẫn còn gây tranh cãi. Theo các tài liệu đề cập, chiếc gậy này sau khi chùi sẽ được làm sạch bằng giấm hoặc nước muối rồi có thể tái sử dụng. Nhưng để mà so sánh thì trông nó hơi giống cây cọ toilet ngày nay thì đúng hơn. Vỏ sò. Nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật là những cư dân sống ngoài đảo và các vùng ven biển từng phải sử dụng vỏ sò để chùi rửa sau khi đi nặng. Thậm chí nếu không có sẵn vỏ sò, họ còn phải sử dụng cả vỏ dừa. Nhìn chung thì dù là dùng thứ nào cũng đều là phương pháp không mấy thoải mái, bởi vỏ sò có cạnh khá sắc, nhưng người xưa có lẽ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Dùng dẻ. Tại châu Mỹ và châu Âu, trước khi có giấy vệ sinh, người ta thường sử dụng dẻ làm từ vải cũ để chùi. Số dẻ này có thể giặt và tái sử dụng, nhưng số phận thường là trôi nổi dưới cống và gây tắc nghẽn đường thoát nước. Bỏ qua khả năng gây tắc cống thì phương pháp này cho cảm giác khá là thoải mái. Tuy nhiên, việc giặt và tái sử dụng lại gây ra khá nhiều lo ngại. Cỏ cây hoa lá. Nhiều người sẽ thắc mắc lá cây ở đâu rồi thì câu trả lời là đây. Trên thực tế thì trong nhiều thế kỷ, con người vẫn sử dụng lá cây hoặc cỏ dại thay cho giấy. Chúng ở khắp mọi nơi, khá mềm và an toàn sau khi sử dụng. Nhìn chung là một giải pháp khá ổn, cho đến khi bạn vặt nhầm một loại lá cây ngứa nào đó. Nước. Tại Ấn Độ, châu Phi và một số quốc gia Ả Rập, người ta thường sử dụng tay trái để làm mọi thứ được cho là không sạch, bao gồm cả việc chùi rửa. Họ sử dụng một chút nước để lên tay trái và chùi thật sạch sẽ sau mỗi lần hành sự. Trên thực tế, phương pháp này cũng khá phổ biến ở một số nơi trên thế giới. Nhiều nhà sử học cho rằng đây là lý do vì sao con người lại bắt tay bằng tay phải, chứ ít khi là tay trái. Bóp cúi, dùng đất và cát. Mỗi nơi mỗi điều kiện và điều kiện khí hậu khác nhau sẽ dẫn đến phương pháp vệ sinh khác nhau. Tại các vùng đất khô cằn, nơi mọi thứ đều không sẵn có, người xưa sử dụng cát và đất để dọn phế thải. Đây có lẽ là phương pháp ít thoải mái nhất, cũng ít sạch sẽ nhất trong lịch sử rồi. Nhưng rõ ràng họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác cả. Vậy mới biết giấy vệ sinh là phát minh vĩ đại đến nhường nào.